Đề cho chúng ta là ethanol đơn chất bài thở có dạng là CnH2NO2. Chúng ta đi đốt cháy thì thu được NCO2 cộng cho N nước. Người ta cho khối lượng của ethanol là bằng 4,4 gram. Và người cho ta cho là khối lượng bình tăng 12,4 gram. Khối lượng bình tăng là tổng khối lượng của CO2 và nước 12,4 gram. Ở đây em sẽ dùng cái tỷ số là khối lượng đề chia khối lượng phương trình. Khối lượng đề là 4,4 và 12,4. Khối lượng phương trình ở đây là 14N cộng 32. Bên này là 44N, đây là 18N. Như vậy khi đó chúng ta sẽ tìm được N. Em lấy 4,4 chia cho 14N cộng 32. Bên này là 12,4 trên 44N cộng cho 18. Ở đây chúng ta rút ra được N bằng 4. N bằng 4 thì công thức ở đây là C4H8O2. Là ete thì chúng ta có chất COO. Đầu tiên là hydro thì bên này còn lại là C3H7. Em tăng lên, đây là CH3 thì bên này còn lại là C2H5. Em lưu ý với thầy về cấu tạo ete này, RCO O R phải. Thì R và R phải chúng ta là không đối xứng. Do đó CH3 CO C2H5 khác hoàn toàn với C2H5 COO CH3. Hydro là 1, CH3 là 1, C2H5 là 1, C3H7 là 2. Tổng lại ta có này, 1 nhân 2 thì ở đây 2 đồng phân, 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1. Như vậy tổng ở đây chúng ta có tất cả là 4 đồng phân. 4 đồng phân thì cô đúng ở đây mình chọn là câu B.